Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Chuyển chức chấp 28. Bọn Trịnh Khiêm Mật, tôi là đại biểu thường nghiệp sinh của Học viện Ma Linh. Lúc trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, mong rằng em sẽ không đỡ trong lòng. Thì ra ông ta là tay sai được Chung Hồng Sơn phái đến. Xem ra Học viện Ma Linh có lòng muốn giải quyết thù hận với mình. Tôi là đại biểu Vương Khai Phúc của Học viện Lam Thiên. Học viện của chúng ta, cha cũng có bận bị mà quên lúc trước là cậu ấy đã cố gắng đề cử em với tôi đó. Học viện Lam Thiên đây không phải là học viện mà Hồn Thiên đang học sao? Chẳng lẽ cái thằng nhóc thối đó đã nói gì với người ta rồi? Tốt tốt tốt, Lão Thường, Lão Vương, thì ra hai người là cá nhân liên quan à? Dẫu kiểu như thế chẳng trách lúc quyết định phỏng vấn tập thể hai ông lại xong là phía trước. Bản Trình, lựa chọn học viện liên quan đến phát triển tương lai không thể dựa vào quan hệ cá nhân mà quyết định được. Đại biểu Học viện Thần Vũ, không ngờ Học viện Thần Vũ vậy mình lại chán nản tới đây. Chào hỏi đến đây thôi nhỉ. Sau đây chúng ta chính thức bắt đầu. Bản Trình 16, trường chúng tôi cùng nhau tới đây chính là hy vọng có thể tiến hành đi sâu hiểu em hơn. Đại biểu Học viện Thanh Bắc, xin hỏi mục đích mà em lựa chọn chức nghiệp tán nhân là gì? Quân Lâm Thiên Khởi, khẩu khí này cũng lớn quá nhỉ. Còn trẻ có mơ ước thì không vấn đề, nhưng vẫn nên thiết thực một chút. Nhiễm Hằng cấp 50 băng cơ sư, đại biểu Học viện Băng Tuyết. Nếu nó tự tin như vậy thì tôi hỏi em, chức nghiệp tán nhân không có hậu kỳ làm thế nào để đạt được Quân Lâm Thiên Khởi? Đúng vậy, dù cho thằng nhóc này có sở hữu năng lực cực mạnh, nhưng chức nghiệp tán nhân đến đường hậu kỳ là cực kỳ mỏng yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản mà phần lớn trong số chúng ta không dám ra giá với cậu ta. Ai nói lực tấn công của tán nhân mỏng yếu? Thầy có thể thử xem. Tốt lắm, rất tốt. Người trẻ bây giờ thật là ngông cuồng. Nếu em có thể thắng được tôi thì từ nay về sau tôi cả rắm tôi cũng không dám thở. Còn xin ca người em. Được, nếu hai bên đã đồng ý ước chiến, vậy thì cứ theo quy tắc mà bình thường mà tiến hành tỉ thí, cuộc họp đến đây thôi. Chàng trai trẻ, thực lực của tôi đã áp chế đến cấp 21 rồi, đừng có nói là tôi bắt nạt em đây nha. Hôm nay á, phải cho em chứng kiến một chút kinh nghiệm chiến đấu giữa đồng cấp khác biệt như nào. Lão Nhậm vẫn mạnh đó, tốc độ phóng thích kỹ năng nhanh đến kinh người. Chỉ là đối phó với một học sinh thôi mà cậu ta lấy ra bản lĩnh như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Cậu ta vừa bị Trịnh Khiêm Mật lên mặt, không dạy dỗ một chút, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Hàng bắn thương trọng. Vậy cũng tính là nhanh. Để cho em cho thầy xem thế nào mới thực sự là nhanh nha. Súng máy các lâm bị động được kích hoạt. Súng máy các lâm bị động được kích hoạt. Súng máy các lâm bị động được kích hoạt. Còn ai không phục? Một chiêu hạ gục. Đây là tốc độ ra tay khác thường gì? Vũ khí ở trong tay cậu ta vậy mà lại là ngân vũ đặc biệt. Đây thực sự là tán nhân sao? Không phải pháo đài di động chứ? Đúng, chính là loại cảm giác đó. Mà nói đinh hồn bọn họ sao có thể bị đánh chết được. Thì ra là tấn công của thằng nhóc này lại khó tin như vậy.
Hồn thiên có người bị dị thường như vậy, sao không nói cho mình biết sớm? Mẹ nó, cuộc phỏng vấn tập thở vừa rồi, lại bị thường nghiệp sinh nhanh chân đến trước rồi, quá là thiếu máu. Học viện Gia Lâm chúng tôi sẵn sàng cung cấp 2 cuốn sách kỹ năng cấp độ A cộng với 8.000 vạn đồng Lam Tinh làm học bổng đầu vào. Vậy, Học viện Lô Vân chúng tôi khó thổ xuất 3 cuốn sách kỹ năng cấp A đồng thời miễn toàn bộ học phí, cộng thêm với một căn hộ tại Đế Đô Nhị Hồn. Các người cũng nhỏ nhen quá thế. Chứ còn vào Học viện Anh Lang của chúng tôi, đãi ngộ mỗi tháng tương đương với cấp chủ nhiệm cấp giáo viên, ngồi ra cộng thêm 5 cuốn sách kỹ năng cấp A. 10 cuốn, học viện đáng phục chúng tôi bằng lòng xuất 10 cuốn sách kỹ năng cấp A cộng thêm căn hộ view sông trong thành phố. Học viện Lam Thiên chúng tôi cam kết. Chỉ cần cậu đồng Mỹ gia nhập có thể mở một thư viện ở trong trường, toàn là các loại sách kỹ năng cấp A có quyền hạn cho cậu. Vậy Lão Vương kinh khủng quá, mở toàn là bộ kỹ năng cấp A, đây chính là muốn chuẩn chuyển đi toàn bộ của cải của trường rồi. Xem ra Lão Vương đã cược tất rồi, quyết tâm chiến thắng. Học viện Lam Thiên các người vô liêm sỉ. Lão Trực, chỉ còn thừa lại học viện thần vũ các người thôi, tốt xấu gì cũng ra giá đi chứ. Đúng vậy, mua bán không thấu tình đặc lý gì, dù sao cũng là bôi chạy mà, sợ cái gì. Học viện thần vũ chúng tôi có thể mở tất cả các bí cảnh quyền hạn, ngồi ra còn có trái năng lực. Chỉ vậy, mặc dù trái năng lực không tở có thể cộng 5 điểm cho toàn bộ thuộc tính, nhưng bí cảnh quyền hạn của học viện thần vũ các người không có giá trị lắm nhỉ. Mấy cái bí cảnh biến thái không thiết thực đó của mấy người học sinh nào mà đánh được chứ. Với người khác mà nói, sách kỹ năng vô cùng quý giá đối với mình chỉ là một cuốn sách vô giá trị. Nhưng bí cảnh quyền hạn của học viện thần vũ đúng lúc mình đang cần tới, cộng thêm với trái năng lực có thể nói là niềm vui bất ngờ. Sự nhiệt tình của các thầy giáo ở đây tôi đều cảm nhận được, nhưng tôi tự có tính toán của bản thân. Quyết định cuối cùng của tôi, những học viện danh tiếng này đưa ra một cái giá cao như vậy, xem ra học viện thần vũ chúng ta không có cơ hội rồi. Gia nhập học viện thần vũ hả? Hồ đồ à, đường đường là Đảng Yên tỉnh Ngạn Bắc, sao lại chọn một học viện xa xúc như vậy chứ? Ê, sao lại làm lộn như vậy hả? Tưởng lão, chuyện này ông không cần lo đây, cháu tự có chừng mực. Nói chuyện chính đi, trang bị lúc trước gửi bán ở chỗ ông á bán được bao nhiêu? Quên đi không nói nhóc nữa, ta thấy cậu cũng không phải là lỗi người không lỗ mãn, xin tự có suy nghĩ của bản thân. 46 trang bị đã hoàn toàn được bán hết rồi, lãi được 920 đồng vàng. Tiếp theo cậu có dự định gì? Suy cho cùng thì vẫn còn một thời gian nữa mới bắt đầu vào học. Cháu chuẩn bị đến Thành Lôi Đình một chuyến tiện làm mấy việc. Thành Lôi Đình à, nơi đó là làng mới cách chủ thành gần nhất, chắc khoảng 3 ngày đi đường. Cũng đúng, không có tiệc rượu nào là không tan, cậu cần phải đến một thế giới rộng lớn hơn. Ở chỗ tôi có lệnh bài, nếu cậu muốn tham gia vào kỳ khảo sát thợ rèn cao cấp thì có lẽ sẽ có ích cho cậu. Vừa rồi khi tưởng lão ấy lấy cái bệnh lệnh bài ra, có vẻ như lo lắng chuyện gì đó. Chắc hẳn lệnh bài này mang theo chuyện gì đó khó quên của ông ấy. Ngoài trừ 120 đồng vàng mình lén để lại làm phí thủ tục cho tưởng lão, bây giờ toàn bộ gia sản mình còn lại là 933 đồng vàng. Với một số tiền khổng lồ trong tay, bước tiếp theo là mua nguyên liệu cho giai đoạn thứ hai của Lô Quang Thiên Kiếm. Thẻ điện, số dư là 933 đồng. Đúng rồi, còn có thẻ điện mà Trung Hồng Sơn tặng, tiện đi đến hội đấu giá luôn. Chuyện không thể chậm trễ, tiếp tục hành trình thôi.